tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa 14 phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh là người đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Nam và miền Trung Tây Nguyên. Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động tranh cử có 6 chuyên đề, bao gồm kỹ năng, kiến thức cơ bản về vận động tranh cử, tiếp xúc cử tri, xây dựng hình ảnh trước công chúng của ứng cử viên, kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động của ứng cử viên, kỹ năng tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn của ứng cử viên, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp cho các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số nắm được kiến thức và những kỹ năng vận động tranh cử mang lại kết quả tích cực với tỷ lệ trúng cử cao nhất trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Khóa tập huấn sẽ diễn ra 2 ngày, kết thúc vào chiều mai ngày 29 tháng 4.